1.500 câu giao tiếp tiếng Trung. Phần 12. 汉语绘画 1500 句 12 部分. Bạn hết cảm chưa? 你的感冒好了吗? 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 Hết rồi. Sau khi đến Trung Quốc, tôi đã cảm 3 lần rồi. 好了, 来中国以后, 我已经得过3次感冒了. 好了, 来中国以后, 我已经得过 三次感冒了。好了，来中国以后，我已经得过三次感冒了。 Tôi thì chưa bệnh qua lần nào. 我一次病也没有得过。我一次病也没有得过。 我一次病也没有得过. Sức khỏe của bạn thật tốt. Tôi thì đã từng nhập viện qua một lần, khám bác sĩ, cũng uống thuốc bắc qua luôn. Nǐ shēntǐ zhēn bùcuò. Wǒ hái zhūguò yīcì yuàn nǐ, kàn guò zhōngyī, yě chīguò zhōngyào. 你身体真不错，我还住过一次院呢，看过中医，也吃过中药。你身体真不错，我还住过一次院呢，看过中医，也吃过中药。 Nghe nói thuốc bắc rất đắng phải không? 听说中药很苦，是吗? 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 Có loại đắng, có loại không đắng. Loại thuốc tôi uống là ngọt, một chút cũng không đắng. 有的苦，有的不苦，我喝的是甜甜的，一点也不苦。有的苦，有的不苦，我喝的是甜甜的，一点也不苦。有的苦，有的不苦。 我喝的是甜甜的，一点也不苦。Uống mấy loại thuốc bắc này, bệnh của tôi cũng hết rồi. 吃了这些中药，我的病就好了。吃了这些中药，我的病就好了。 吃了这些中药，我的病就好了。 Tôi nghe nói bác sĩ đông y khám bệnh rất kỹ. 我听说中医看病很有意思。我听说中医看病很有意思。 我听说中医看病很有意思. Bác sĩ đông y khám không cần xét nghiệm, họ chỉ dùng tay sờ mạch và kê đơn thuốc cho bạn. 中医看病不化验, 只用手摸一摸脉就给你开药方. 中医
看病不化验，只用手摸一摸脉，就给你开药方。中医看病不化验，只用手摸一摸脉，就给你开药方。Và còn các phương pháp massage châm cứu để trị bệnh cho người bệnh. 还用按摩、针灸等方法给病人治病。还用按摩、针灸等方法给病人治病。还用按摩、针灸等方法给病人治病。Có phải chích không? 是打针吗? 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 Không phải chích, mà là châm kim.不是打针，是扎针。不是打针，是扎针。不是打针，是扎针。Bạn châm cứu qua chưa? 你针灸过吗？你针灸过吗？你针灸过吗？Tôi đã từng massage, chưa từng châm cứu, nhưng đã từng thấy qua. 我按摩过，没有针灸过，但是见过。我按摩过，没有针灸过，但是见过，我按摩过，没有针灸过，但是见过。Là loại kim như thế nào vậy? 是什么样的针呢？是什么样的针呢？是什么样的针呢？Là một loại kim rất nhỏ. 是一种很细很细的针。是一种很细很细的针。是一种很细很细的针。Chưa thấy qua. 没见过。没见过，没见过。Châm cứu có đau không? 针灸痛吗？针灸痛吗？针灸痛吗？ Có hơi đau, nhưng khi quen rồi thì không đau nữa.有点痛，但熟悉了就不痛了。有点痛，但熟悉了就不痛了。有点痛，但熟悉了就不痛了。Bạn đến từ khi nào vậy?你是什么时候来的？你是什么时候来的？你是什么时候来的？Tôi ăn sáng xong là đến đây liền. 我吃了早餐就来了。我吃了早餐。就来了。
我吃了早餐就来了。Đợi lâu chưa? Tấng chiều lơ ma? Tấng chiều lơ ma? Tấng chiều lơ ma? Không sao, tôi cũng vừa mới tới thôi. Mấy sự, 我是刚来的。Mấy sự, 我是刚来的。没事，我是刚来的。Tôi cũng vậy, nhận được điện thoại của bạn, tôi liền đến đây ngay. 我也是，接了你的电话，就连忙到这儿了。我也是，接了你的电话，就连忙到这儿了。我也是，接了你的电话，就连忙到这儿了。Lần trước, anh đã xem qua bao nhiêu căn hộ rồi? 上次你看了几套房子了？上次你看了几套房子了？上次你看了几套房子了？ Tôi xem qua 4 căn rồi, đều không hài lòng. 我看过了四套，都不满意。我看过了四套。都不满意。我看过了四套，都不满意。Tại sao lại không hài lòng? 为什么不满意呢？为什么不满意呢？为什么不满意呢？Vì có căn quá nhỏ, có căn quá lộn xộn. 因为房子有的太小，有的周围环境太乱。因为房子有的太小，有的周围环境太乱。因为房子有的太小，有的周围环境太乱。Có căn quá ồn, có căn phong cảnh không đẹp. 有的太吵，有的风景不好看。有的太吵，有的风景不好看。有的太吵，有的风景不好看。Vậy tôi dắt anh đi xem thêm vài căn nữa. 那我再带你去看几套吧。那我再带你去看几套吧。那我再带你去看几套吧。Xem qua những căn vừa rồi, anh có hài lòng không? 看了这几套，你满意了吗？看了这几套，你满意了吗？看了这几套，你满意了吗？Mấy căn này, nhà bếp, phòng ngủ cũng tạm được. 这几套房子，厨房、卧室还可以。这几套
房子，厨房，卧室，还可以。这几套房子，厨房、卧室还可以。Nhưng diện tích phòng khách thì hơi nhỏ. Đàn khờ thiên miên chi xào là điểm. Đàn khờ thiên miên chi xào là điểm. Đàn khờ thiên miên chi xào là điểm. Có căn nào lớn chút không? Có mấy dầu ta y điểm đó? Có mấy dầu ta y điểm đó? Có mấy dầu ta y điểm đó? Có, trên tầng 19 có một căn. Có, lầu sang 19 tầng có một thao. Có, lầu sang 19 tầng. Yǒu yǐ tào. Yǒu, lǒu shàng shí jiǔ cěng yǒu yǐ tào. Phòng khách hơn 30 mét vuông. Khè tīng 30 duō píng fāng mǐ. Khè tīng 30 duō píng fāng mǐ. Khờ thiên 30 duō píng fāng mǐ. Chúng ta đi xem thử nhé. Zǎn mèn shàng qù kàn kàn bà. Zǎn mèn shàng qù kàn kàn bà. Zǎn mèn shàng qù kàn kàn bà. Mời vào, chính là phòng này. 请进，是这个房子。请进，是这个房子。请进，是这个房子。Căn hộ này buổi chiều mặt trời không có chiếu vào phải không? 这套房子下午就没有阳光了吧? 这套房子下午就没有阳光了吧? Phải, anh hài lòng không? 是的，你满意吗? 是的。 Ní mãn y ma? Sì da, ní mãn y ma? Căn hộ này, nhà bếp, phòng ngủ, phòng khách đều rất tốt. Chứ thao phòng zi, chú phòng, wò shì, khè tīng, dǒu hěn hǎo. Chứ thao phòng zi, chú phòng, wò shì, 客厅都很好。这套房子，厨房、卧室、客厅都很好。Không khí cũng trong lành, xung quanh cũng không lộn xộn. 空气很好，周围环境也不乱。空气 hěn hǎo, zhōu wěi huān jìng yě bú luàn. Kōng qì hěn hǎo, zhōu wěi huān jìng yě bú luàn. Vừa yên tĩnh vừa có cảnh đẹp, tôi rất hài lòng. Yǒu án jìng yǒu yǒu hǎo kàn de fēng jǐng, wǒ hěn mǎn yì. Yǒu án jìng, yǒu yǒu hǎo kàn de fēng jǐng, wǒ hěn mǎn yì.
又安静又有好看的风景，我很满意。Mẹ ơi, con đã về rồi. Mama, 我回来了。Mama, 我回来了。Mama, 我回来了。Cao Minh đã gọi cho con chưa vậy? Cao Minh 给你打电话了没有？高敏给你打电话了没有？高敏给你打电话了没有？ Đâu có đâu. 没有啊。没有啊。没有啊。Nó gọi điện thoại đến tìm con. Nó nói gọi cho con, nhưng con lại khóa máy. 他来电话找你，说打你的手机，你关机了。他来电话找你，说打你的手机，你关机了。他来电话找你，说打你的手机，你关机了。À đúng rồi, con quên mở nguồn. 啊对了，我忘开机了。啊对了，我忘开机了。啊对了，我忘开机了。Nhanh, điện thoại lại reo kìa, con đi bắt đi. Khoai, 电话又响了，你去接吧。Khoai, 电话又响了，你去接吧。Khoai, 电话又响了，你去接吧。Hồi chiều bạn đã gọi cho tôi sao? 下午是你给我打电话吗？下午是你给我打电话吗？下午是你给我打电话吗？Đúng rồi, sao bạn khóa máy vậy?是的，你怎么关机了？是的，你怎么关机了？是的，你怎么关机了？ Xin lỗi, tôi quên mở nguồn. 对不起，我忘开机了。对不起。我忘开机了。对不起，我忘开机了。Hồi chiều bạn làm gì vậy? 下午你做什么了？下午你做什么了？下午你做什么了？Hồi chiều tôi đi đá bóng. 下午我去踢足球。下午我去踢足球。下午我去踢足球。Lại thua nữa phải không? 又输了吧。又输了吧。又输了吧。Không,
lần này đội chúng ta thắng. 没有，这次我们队赢了。没有，这次我们队赢了。 Bạn gọi cho tôi có chuyện gì không? 你给我打电话有什么事吗? 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 Tôi định hỏi bạn vài chuyện. 我想问你一些事。我想问你一些事。我想问你一些事。 Chuyện gì vậy? 什么事呢? 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 Nghe nói bạn chuẩn bị thi chứng chỉ HSK. Tin số ní chuẩn bị tham gia khảo HSK tờ trần su. Tin số ní chuẩn bị tham gia khảo HSK tờ trần su. 听说你准备参加考 HSK 的证书。 HSK là chứng chỉ gì vậy? HSK 是什么证书呢? HSK 是什么证书呢? HSK 是什么证书呢? HSK là từ viết tắt của từ Hàn ngữ suy phiến khảo sư. HSK 是汉语水平考试的简写. HSK 是汉语水平考试的简写. HSK 是汉语水平考试的简写。 Chứng chỉ quốc tế đó là do Trung Quốc tổ chức thi. 它是中国组织考国际的证书。 它是中国组织考国际的 证书 它是中国组织考国际的证书 Hàng năm, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi hai lần. 每一年,胡志明市师范大学组织考两次。 每一年胡志明市师范大学组织考两次。 À, tôi hiểu rồi. 我明白了。 Năm nay bạn có thi không? Có luyện thi không? 今年你考吗? 有参加培训班吗? 今年你考吗?
khảo ma? Yǒ chānjiā pěi xùn bān ma? Jīn niān nǐ khǎo ma? Yǒ chānjiā pěi xùn bān ma? Dĩ nhiên là có rồi. Ngày mai tôi mới đi đăng ký lớp luyện thi. Đương nhiên có rồi. Ngày mai tôi mới đi đăng ký lớp luyện thi. Đương nhiên có rồi. Đương nhiên có rồi. Ngày mai tôi mới đi đăng ký lớp luyện thi. Đương nhiên có rồi. 当然有了，明天我才去报名参加培训班。Năm nay khi nào thi vậy? 今年什么时候才考呢？今年什么时候才考呢？今年什么时候才考呢？Ngày 7 tháng 5 thi. 5 月7号就考了。5月7号就考了。5月7号就考了。Bạn hỏi nhiều như vậy, có phải bạn cũng muốn thi không? 你问了这么多是不是也想考啊？你问了这么多，是不是也想考啊？你问了这么多，是不是也想考啊？Đúng rồi, tôi định ngày mai đi đăng ký. Bạn đưa tôi đi cùng được không?是的，我想明天去报名，你陪我一起去好吗？是的，我想明天去报名，你陪我一起去好吗？是的，我想明天去报名，你陪我一起去好吗？Được thôi, vậy ngày mai tôi qua đón bạn. 好的，那明天我去接你。好的，那明天我去接你。好的，那明天我去接你。OK, cảm ơn bạn.好吧，谢谢你。好吧，谢谢你。好吧，谢谢你。